ngày mùng 3 tháng Giêng, Thánh Gioan. Thánh nữ Gioan sinh vào khoảng năm 422 tại Nantes, một ngôi làng nhỏ cách thành phố Paris khoảng 4 dặm. Khi còn rất trẻ, Thánh Gioan đã ước mơ dâng hiến đời mình cho Đức Chúa Giêsu. Sau khi cha mẹ qua đời, Gioan chạy đến sống với bà ngoại. Hằng ngày, thánh nữ dành thời giờ để cầu nguyện. Ngài sống gần gũi, mật thiết với Đức Chúa Giêsu và muốn giới thiệu sự tốt lành của Chúa cho mọi người. Thánh nữ Gioan có tấm lòng khoan dung rộng lượng. Ngài đã cố gắng hết sức mình để làm những việc tốt cho tha nhân. Khi người dân Paris sắp phải chạy trốn khỏi địch quân khủng khiếp đến tấn công họ, thánh nữ Gioan liền tiến lên phía trước. Ngài phấn khích dân thành hãy tin cậy vào Chúa. Ngài nói rằng nếu họ ăn năn sám hối, họ sẽ được tha thứ. Dân thành đã làm theo lời Gioan nói, và đột nhiên quân giặc hung nô, hung hãn đã không tấn công thành phố nữa. Không chỉ trong những khi cần thiết mà suốt cả cuộc đời, thánh nữ Gioan đã thực thi lòng yêu mến và tuân phục đối với ý muốn của Thiên Chúa. Và Ngài luôn luôn cố gắng bồi đắp cho hoàn hảo hơn lên mãi. Can đảm và trung thành với Chúa Giêsu là những tặng ân đặc biệt trong chứng từ thánh nữ Gioan để lại cho mỗi người chúng ta. Một trong những cách thế tối hảo để giúp đỡ quê hương đất nước là cầu nguyện cho các vị lãnh đạo. Chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa hướng dẫn họ vì ích chung của tất cả mọi người. Tin mừng nét.